Sư cho con hỏi, nếu một người bình thường họ sắp chết, nếu họ liên tục chánh niệm đến khi họ chết không có sự giúp đỡ của ai, thì họ sẽ tái sanh ở nơi nào? Cũng trường hợp như vậy, nếu họ định tâm vào một đề mục, ví dụ hơi thở, vậy khi chết họ tái sanh vào đâu? Nếu như khi quý vị cận tử mà quý vị giữ chánh niệm ở đây á, là chánh niệm trong bốn niệm xứ, thì cho đến giây phút cận tử quý vị vẫn giữ được. Thì khi quý vị tử mà cái tâm cuối của tâm tử á, nó vẫn tiếp tục chánh niệm, thì như vậy nơi tái sanh là cõi lành. Nhưng mà cõi lành ở đây là cõi người hoặc là cõi trời. Bởi vì á, khi quý vị thực hành tứ niệm xứ thì đó vẫn thuộc về tâm thiện dục giới nha. Tại vì quý vị chưa có chứng thiện, nó vẫn thuộc về tâm thiện dục giới. Mà ở đây sư nhắc lại là quý vị vẫn giữ cái tâm đó cho đến khi quý vị tử. Còn nếu như mà quý vị thực hành thiền chỉ, ví dụ như theo dõi hơi thở chẳng hạn, nhưng quý vị vẫn chưa chứng thiền, tuy nhiên vẫn tiếp tục giữ gìn tâm của mình để tiếp tục theo dõi hơi thở. Nếu chưa chứng thiền thì quý vị sanh về cõi người và cõi trời dục giới. Còn nếu quý vị chứng thiền thì quý vị sẽ đi về cái cõi phạm thiên tương ứng.